hưởng ứng tuần lễ truyền thông về phòng chống kháng thuốc, ngày 16 tháng 11, Phòng Y tế thành phố tổ chức ký cam kết triển khai thực hiện phòng chống kháng thuốc giai đoạn 2018-2020. Đây là một trong những hoạt động nhằm nâng cao nhận thức thực hiện các biện pháp phòng chống kháng thuốc trong cộng đồng. Theo đó, nội dung triển khai ký kết chỉ kê đơn và dùng kháng sinh đúng bệnh, đúng liều, đúng phác đồ điều trị, sử dụng kháng sinh hợp lý, an toàn, thực hành, khuyến khích kiểm soát nhiễm khuẩn tốt trong điều trị bệnh, tuyên truyền cho người bệnh sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ phổ biến các quy định quy chế chuyên môn trong khám chữa bệnh tuân thủ hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị hướng dẫn sử dụng kháng sinh quy định về kê đơn thuốc kiểm soát nhiễm khuẩn trong thời gian tới phòng y tế thành phố cũng sẽ tiếp tục đôn đốc chỉ đạo trạm y tế các xã phường về sự nguy hiểm vi khuẩn đề kháng thuốc tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động kê đơn và bán thuốc theo đơn tại các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng chống kháng thuốc